5 xéo 1 đứa chị 2 đứa này 1 8 giữa mình luôn luôn có 10 có cáo trọng tài xéo rồi hồi xuân có máu đội trong ban chuẩn bị Yeah.
2 còn nước hoa luôn mà kệ. Từng nó sửa lưng rồi nè, cứ vậy mà làm. Yeah.
Thank you.
Đấy, mày rút nhanh kìa. Bỏ đi, 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 bỏ đi
mà lui ra đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nào. Còn nữa, vui ra còn nữa này. Mở về điểm cho Hoài Xuân 9-8. Đây là cho anh chữ cái lỗ mà. Đây. Bà đâu? Mở về điểm cho Tân Bang 9-8. Được rồi. Đối với điểm cho Hoài Xuân 10-9. 1, 2, 3, 4. Thằng lên nha. Chậm lại chi, chân bên kia chi, chân con bên kia. Kia, lại con kia. Phát bóng rồi chạy qua. Đây. Đừng bắn chạy qua. Không có chắn gì hả? Không có cầm đâu. Ê, đi. Đây đây. Rồi, đứng đây. Đó, Tân Quang 10 đều. Xuống 11 con về.
tắt đi. Diệp. Mình đi chạy xuống nhà trại cho nó bỏ. Vô. Rồi. Băng. Đi ra cơ. Đi xuống. Đúng rồi, Yến, đúng rồi, Yến.
chi vậy? Dỡ lên. Bắt đầu. Đâu? Đánh đi. Tốt rồi. Đối với điểm hồi xuân 14-23. Đếm hoài nhắc bây giờ chờ đếm hoài nhắc nhắc liền lúc đó luôn. Để giờ con nghe nó biết hoài liên tục. Tốt rồi. Còn nó vương. Điền chân lên nó giúp lên giúp điểm đây. Điểm cho mùa xuân 15-23. Thank you.